Xin chào các bạn, còn vài ngày nữa là sẽ tới lễ kỷ niệm 151 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Chụp. Thì hôm nay mình có quay lại một số hình ảnh công tác chuẩn bị ở đình cho các bạn xem nha. Bên kia là nơi bắt đầu mua bán. Đây là gắn đèn trang trí. Đây là tiếp nhận vật phẩm mà bà con cô bác đem lại cúng. Mình gói gì khoảng nhiêu đòn hả cô? Sáng giờ mấy trăm đòn hả cô? Sáng giờ gói nhiêu đòn rồi cô? Chuối nè. Nhà cô gần đây luôn cô. Chơi. Sáng giờ gói nhiều chưa cô? Sáng giờ gói mấy nhiều đồng chưa? Gần 2 tấn lá. Sáng giờ gói là gần 2 tấn lá đó các bạn. Lao không là cái đồng. Cái này xong rồi ngày mới tối nay mình nấu luôn hả cô? Đứng luộc á. Đứng luộc. Đứng luộc rồi sao á? 300 đòn hả cô? Ở đây thì mỗi người mỗi việc. Viên công đoàn khu chung một chí hướng là từ thiện. Yeah.
Nhà con đâu lận? Nhà con ông Thọ. Nói đi, nói lớn lên. Nhà con ông Thọ. Ông Thọ hả? Ủa nhà mình ở Mông Thọ Châu Thành mình đó hả chị? Dạ em ở Mông Thọ Châu Thành á, ấp Bà Phú á. Chị rau muống này là mình để nó mình làm dưa hay gì chị? Làm dưa với nấu canh chua. Bữa nay là bắt đầu đã ăn rồi đó hả chị? Ủa cô, nhà mình ở đâu lưng cô? Phi Đông. Dạ năm nào cũng đây là cái này củ cải trắng mình xào kho rồi hả cô? Đây là những anh chị nấu cơm, chạy cơm. Sáng mình đẩy từ mấy giờ rồi anh? Sáng 7:30. 7:30 là bắt đầu đẩy rồi ha. Tới 10 giờ tối luôn. Ủa chị, mà cái này là mình ở đâu xuống đây chị? Ở chị Thanh. Chị Thanh, chị Thanh Hậu Giang á chị? Chị xuống đây lâu chưa? Mới tới. Mới tới ăn cơm xong rồi kiếm chỗ nghỉ rồi là vậy. Cái này là mình quay tàu hủ hả anh? Trộn mắm ruột hả? À, trộn mắm ruột hả? Cố lên. Đây là mắm ruột. Ủa anh, mình ở An Giang hả anh? Ở đây. Ở đây. Đây là công đoạn nấu mắm chay nè các bạn. Cô chú ở miền An Giang xuống. Cái này mình quay tới khi nào nó mới được chú? Mình là đảo gì khi nào mới được? 10 phút nữa đây. 10 phút nữa chú. Mắm này mình chủ yếu là bằng tương rồi hả chú? Mắm tương. Mắm tương mình xin để làm mắm tương. Quá trời hấp dẫn. Cái đó là thập cẩm hả anh? Đây là các cô lào chén bát. Do tàn hình luôn mà. Đẹp đúng ha. Gần tòa án nó đưa qua luôn, thưởng cái một luôn. Kết cục luôn, kết thúc cuộc đời luôn. Mấy tụi em đi làm từ thiện không dám, em không có làm gì sai mà coi. Đây xả phải sáng bằng máy luôn á các bạn, mới kịp.
mình một ngày là bao nhiêu ổ bánh mì hả cô? Một ngày 5.000 ổ bánh mì. Đóng cửa này qua lễ là sẽ phục vụ ăn nấu trong dịp lễ này luôn nè các bạn. Đó là gỏi làm mắm xài vậy các bạn. Cô làm công quả hả cô? Dạ làm công quả gói bánh tiếp rồi mà cũng xong nè. Dạ thế tới giờ cơm chưa? Dạ. Dạ. Kêu tao. Rồi. Cái ghế vô đây rồi con ơi.